Chân trọng kính chào khán giả của VTV xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Khanh hôm nay là ngày thứ năm 13 tây tháng 10 năm 2022 xin chào anh Khanh. Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng ở Washington DC hôm nay không có điều gì đặc biệt cả chỉ có mỗi tội là trời trời mưa và như vậy là chúng ta đã thật sự bước vào mùa thu thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả tôi phải thứ thật là một điều là mùa thu thì nhìn lá vàng thì thấy đẹp thật nhưng mà nếu mà anh đô dũng đã từng anh cũng đô dũng đã từng uh, sinh sống ở trên này trong một thời gian khá lâu thì anh đô dũng biết quét lá là khổ lắm hốt lá cũng là khổ lắm và uh, uh, sau mùa thu thì đến mùa đông chúng anh đô dũng cũng đã có mặt ở đây trong những mùa đông thì tôi phải xin thưa nhắc lại với anh đô dũng là, là xem tuyết rơi thì đẹp nhưng mà hốt tuyết thì cũng khổ lắm cào tuyết thì cũng khổ lắm đó là những câu chuyện mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán giả để mở đầu cho bài cho cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Đỗ Dũng ngày hôm nay và bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng yêu dấu của chúng tôi nhưng mà anh ở bên đó anh có bốn mùa chúng tôi đây chỉ có hai mùa thôi anh thơ mộng hơn anh thấy cuộc đời nó vui hơn đúng không anh quét nhưng mà ở đây chúng tôi chẳng bao giờ có tuyết còn lá rơi là tôi nói anh nghe nhiều khi tôi phải rồi leo lên cây tôi cắt cho nó rớt xuống rồi tôi mới quay <laughs> Vâng, cảm ơn anh Khanh chia sẻ tình hình thời tiết bên đó Chúc anh lúc nào cũng khỏe mạnh Ở Chương trình chúng ta hôm nay thì phải nói là tập trung vào cựu Tổng thống Donald Trump Ngày hôm nay có thể nó là bị hai cái sao quả tạ ở chiếu cái thứ nhất là sáng ngày hôm nay cái đơn của ông mà đưa lên tối cao pháp viện đòi chặn cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp trong cái vụ mà hồ sơ mật ở Malago đã bị bác. Coi như là xong văn hàng, chuyện đó là coi như xong rồi. Bây giờ để cho Bộ Tư pháp điều tra. Thì sau đó độ chừng một giờ đồng hồ thì Ủy ban 6 tháng riêng trong một hành động mà có thể nói là dữ dội nhất từ ngày mở cuộc điều tra tới giờ đã bỏ phiếu đồng loạt 9 0 là gửi cái chat cho Tổng thống bốn năm để yêu cầu ông ra khai trước ủy ban này về cái vai trò của ông trong cái vụ mà tấn công quốc hội vào ngày 6 tháng riêng 2021. Ờ, chắc anh Khánh cũng biết và nhiều người cũng biết chắc chắn là ông Trump nó còn lâu mới ra. Mấy anh là cái thái mà tôi ra. Mà ủy ban 6 tháng riêng họ cũng biết như vậy. Nhưng mà cái này thưa anh, uh, theo lời của những cái vị mà trong cái ủy ban này họ đánh giá thứ nhất chúng ta thấy cái phiếu là bỏ 9 zero tôi đồng thuận không ai phản đối hết cái thứ hai đó là bà Liz Cheney ở phó chủ tịch cái ủy ban này trong cái ngôn ngữ bà nói rằng là chúng tôi phải bắt buộc cựu tổng thống khai dưới lời thề và chúng tôi bắt buộc phải làm cái điều này để cho người dân biết những gì thực sự xảy ra ngày hôm đó Điểm thứ ba nữa, bà nói rằng là qua những cái này chúng tôi thấy rằng Cựu Tổng thống Donald Trump đóng một vai trò rất quan trọng Và cố tình à, kích động cái chuyện này Điểm thứ tư đó là sáng ngày hôm nay Ủy ban này Họ cho chiếu những cái đoạn video mà chưa bao giờ thấy trước đó Trong đó ví dụ các nhà lãnh đạo của quốc hội như bà Nancy Pelosi và thượng nghị sĩ Chuck Schumer ngày 6 tháng bảy đó đã gọi điện thoại cho thống đốc của Virginia và Maryland cầu cứu cũng như là thượng nghị sĩ Mitch McConnell trưởng khối thiểu số của đảng cộng hòa thượng viện ngày hôm đó cũng gọi cho quyền tổng trưởng tư pháp để nhờ cái là uh, coi tháng như thiệt. là uh, cứu, cứu cứu viện đã, đại khái dạ, vâng. như thế nghĩa là rồi những cái âm mưu mà họ nói là âm mưu là đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước của cái nhóm Proud Boys vân vân và vân vân nói chung là bạo động chưa từng thấy điểm thứ năm nữa người ta chú ý là trong cái ngôn ngữ mà của ông dân biểu Bernie Thompson là chủ tịch ủy ban cũng như bà Liz Cheney là phó chủ tịch ủy ban nó không phải là ngôn ngữ của chính trị mà là ngôn ngữ của tòa án ví dụ họ dùng những ngôn từ giống như là đối với một tội phạm vậy đó thì đó là những sự kiện mà tôi chứng kiến sáng ngày hôm nay và anh Khanh chắc đã thấy điều đó Dạ vâng. à, thưa anh, anh cũng biết là ông Trump sẽ không ra Chắc chắn bởi vì tới thẳng ra là Quốc hội không có tư cách gì hết Chỉ dạ có vâng. tòa mới có quyền uh, dạ mới, vâng. mới, mới, mới bắt buộc Một người công dân Hoa Kỳ ra khai trước tòa Còn ngoài ra là dạ anh vâng. mới gửi thôi Một ngàn cái subpoena Chuyện đó chuyện nhỏ Nhưng mà dạ tại vâng. sao ủy ban này họ vẫn làm chuyện này uh, Và đây là cái buổi điều trần cuối cùng Của họ mà chỉ có vài tuần trước cày bầu cử 8 tháng 11 thì tất cả cái bối cảnh để tôi trình bày cho anh anh có nhận xét như thế nào xin mời anh tôi nghĩ rằng là ủy ban này làm quyết định làm như vậy kể cả chuyện họ vô, họ bỏ phiếu và với lại số 9 phiếu thuận để yêu cầu ông Donald Trump ra điều trần ra trả lời những câu hỏi mà ủy ban cần phải biết là lý do là bởi vì họ muốn làm có ngọn có ngành như là ủy ban đã trình bày rất là rõ ràng ngay từ những ngày đầu tiên họ bảo rằng họ sẽ làm cho đến nơi đến chốn và hôm nay thì trước khi mà kết thúc thì như là anh Đỗ Súng đã nhắc đến bà Lichini, bà có nói rất là rõ bà bảo rằng là chúng tôi có đủ đầy đủ mọi chứng cứ để có thể kết tội rất nhiều người chứ không phải một mình ông Donald Trump nhưng mà ai cũng biết rằng là họ nhắm người đầu tiên mà họ nhắm đến người mà họ thật sự muốn nhắm đến chính là cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thưa với anh Đỗ Súng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả tôi nghĩ là cuối cùng thì dựa theo những cái điểm này thì là họ sẽ gửi những cái chứng cứ này gửi sang bên cho bên phía bên Bộ Tư pháp. Họ được quyền làm điều đó và họ yêu cầu họ nói rằng là chúng tôi có những chứng cứ này đây. Nếu mà ấy thì xin quý vị vui lòng mở một cuộc điều tra sâu rộng. Đó. đó là cái điều mà quốc hội có thể làm. Mặc dù là quốc hội không được quyền bắt bớ ai cả như anh Đô Dũng vừa mới trình bày. Tôi cũng để ý thấy điều mà anh Đô Dũng nói là những cái ngôn ngữ được dùng ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ là ngôn ngữ chính trị, không phải chỉ là một cuộc điều tra tầm thường mà rõ ràng ngày hôm nay họ đã dùng những ngôn ngữ như là các công tố viên trình bày trước tòa án trước khi mà ông tránh án quyết ông bà tránh án quyết định là là uh, phạt uh, uh, tội nhân uh, thì tôi thấy rõ ràng là họ đã làm cái điều đó ngày hôm nay thưa với anh Đô Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả ngay từ những giây phút đầu tiên nếu mà chúng ta xem chúng ta theo dõi thì chúng ta đã thấy là họ nhắm một cái điểm đó họ nhắm bộ ông Đan đã chắc chắn là như vậy như là chẳng hạn như họ cho mọi người biết rằng là hiện chúng ta đã bắt được cả bảy tám người ra ra tòa rồi về về tội là gây phá hoại rồi là tràn vào quốc hội bất hợp pháp vân vân và vân vân và họ nói rất là rõ ràng họ bảo rằng là những người này chỉ là con chốt thí như vậy cái ông đánh cờ là ai ông đánh cờ là Donald Trump họ do họ trình bày họ nói rất rõ rõ là như vậy tất cả những người này chỉ là những con chốt thí mà thôi và họ nói là ông Trump là có một cái mưu ông trâm mưu toan làm cái điều này và ông Trump là tác giả của những cái kịch bản trong đó kể cả cái kịch bản tức là uh, uh, tự ý nói là mình uh, mình uh, mình thắng nhưng mà bởi vì là bị gian lận mà mình thua vân vân và vân vân bất kể là biết bao nhiêu người đã gặp ông và nói thẳng với ông rằng là đã đến lúc ông phải nhìn là ông thua và đã đã đến lúc ông phải chấp nhận là người thua cuộc nhưng mà ông trump không chấp nhận như vậy và ông cố tình ông cố tình ông tạo ra những cái khó khăn cho quốc gia ông tố cố tình như là lời của các uh, thành viên ở trong ủy ban là ông cố tình trà đạp lên luật pháp và trà đạp lên nền dân chủ của nước mỹ thưa anh đô xuống và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả đúng hôm nay là tôi thấy rằng là họ là công tố viên chứ họ không phải là các chính trị gia như là những lần trước mà chúng ta nhìn thấy đó tôi đồng ý với anh Đỗ Dũng ở cái điểm đó à, cái chuyện là bầu cử anh trả lời rất đầy đủ mà thiếu cái phần bầu cử anh một số người bảo rằng là ủy ban 6 tháng Giêng, đương nhiên là do đảng dân chủ uh, kiểm soát dạ và họ đã chọn cái ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng uh, để dạ họ vâng. ra cái buổi điều trần này ở trong lúc là hôm nay chúng ta thấy là 13 là nó chỉ còn chưa đầy một tháng trên đầy bốn tuần nữa dạ, vâng. tới ngày bầu dạ, cử vâng. mặc dù cái bản báo cáo thì tới tháng 12 tức là sau bầu cử mới ra uh, dạ, vâng. có cái gì sắp sắp đặt trong đây có gì ảnh hưởng đến cuộc bầu cử không bởi vì anh nên nhớ rằng là có khá nhiều ứng cử viên uh, của đảng cộng hòa được cựu tổng thống donald trump ủng hộ và thắng cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua phải chăng bên đảng dân chủ muốn gửi thông điệp hay là muốn ảnh hưởng cuộc bầu cử thế anh tôi nghĩ rằng là, là ủy ban uh, mùng uh, ủy ban điều tra mùng 6 tháng riêng họ không nghĩ như vậy họ hy vọng là cái buổi uh, cái buổi điều trần ngày hôm nay với lại những cái chứng cớ mà họ đưa ra thì là có thể là sẽ ảnh hưởng ít nhiều cho uh, đến cuộc bầu cử nhưng mà tôi phải thú thật với anh Đỗ súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả với cá nhân tôi tôi không tin là sẽ ảnh hưởng được đến cuộc bầu cử lý do là tại sao ý tôi muốn nói là cuộc bầu cử dưới giữa, giữa kỳ lý do tại sao là như vậy thưa với anh Đỗ súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả những điều mà ủy ban những chứng cớ mà ủy ban đưa ra những chứng cớ kể cả tên tuổi tất cả những người mà được ủy ban nhắc đến cũng không chẳng ảnh hưởng gì cả không ảnh hưởng gì đến đến những cái niềm tin mà hầu hết những người của đảng cộng hòa đặt vào ông donald trump tôi là người của đảng cộng hòa thì ra tôi biết rất là rõ đảng cộng hòa của tôi là bây giờ là có một cái nhóm rất là lớn phải nói thật với anh đô dũng là như vậy ít nhất là một phần ba cử tri của nước Mỹ là những người bảo rằng là chúng ta đã bỏ phiếu bầu ông Donald Trump. Ông Donald Trump đắc cử tổng thống nhưng mà cái cuộc bỏ phiếu đó là đã bị ăn cắp. Họ họ nói rõ ràng là như vậy. Thành ra bởi vì anh đề anh đôi Dũng thấy rằng là ông chính ông Donald Trump cũng bảo rằng là các bạn là phải về Washington DC phải tập họp ở Washington DC. Chúng ta phải lấy lại cái đất nước này chứ đừng có để nó lọt vào tay của bọn của bọn ăn cắp để khá là như vậy thành ra thưa anh Đỗ Dũng ủy ban có cái ý của ủy ban đảng dân chủ có thể có cái ý của đảng dân chủ nhưng mà tôi thấy rằng là không ảnh hưởng gì đến cái kết quả đến cái lá phiếu của những người cộng hòa ủng hộ ông Donald Trump cho cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 11 tới đây thưa anh Đỗ Dũng anh nói là anh nói vậy nhưng mà vẫn có nhiều người người ta bảo rằng là thế vậy tại sao không để uh, sau bầu cử đi uh, quý vị bây giờ phải lo tranh cử uh, trong chín người này theo tôi được biết chỉ có bà uh, stephanie murphy là không ra tái tranh cử và bà Liz vâng. Cheney đã bị thua hồi sơ bộ bảy vị kia dạ, bảy vị vâng. đã tranh cử tại sao không lo tranh cử mà lo chuyện này uh, các quý vị chắc là có ý đồ gì trong đấy tôi muốn hỏi anh thêm sâu tôi... như vậy anh anh, anh dạ vâng tất nhiên anh lắc đầu anh không đồng ý đúng không và vâng. anh không đồng ý anh bảo không rằng không, là không là phải là tôi ngữ. lắc đầu không phải là không đồng ý à vâng nhưng xin mà tôi mời lắc anh. đầu là là, là, là là tôi ý tôi muốn nói là như thế này trước hết là xin phép mình nhắc lại một lần nữa là những cái điều mà ủy ban làm là được nhiều, nhiều người lắng nghe nhưng mà những người cộng hòa mà ủng hộ ông đan Na trong. sẽ không họ sẽ không lắng nghe đó là ừ. chưa kể đến cái chuyện hầu như là những người mà xem xem cái cuộc buổi điều trần ngày hôm nay họ cũng không phải là những người đã từng bỏ phiếu cho ông Donald Trump họ cũng không phải là những người sẽ sống chết với ông Donald Trump như là những người mà fan cứng của ông Trump như là cái dùng chữ mà anh Đô Súng hay dùng nhưng mà tại sao ủy ban vẫn phải làm câu trả lời là nên nhớ rằng là hiện tại bây giờ kết quả của những cuộc thăm dò để cho thấy rằng là đảng cộng hòa có nhiều cơ hội sẽ lấy lại được hạ viện và tôi rất học với anh Đô Súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả việc đầu tiên là của đảng cộng hòa ở hạ, ở hạ viện vào năm tới là sẽ dẹp bỏ cái ủy ban này. tại sao ủy ban bắt buộc là phải thực hiện cái uh, buổi điều trần cuối cùng và kết quả và cái kết quả sẽ được công bố trong bản báo cáo cuối cùng vào năm nay trong nội trong năm nay chứ không thể để cho sang năm. đó là cái lý do tại sao nên nhớ rằng là đảng cộng hòa chắc chắn là mà họ cũng đã họ cũng đã từng đưa ra lời tuyên bố và họ nói rất là rõ chúng tôi mà đã cử thì các anh đừng có mơ tưởng là các anh họp hành để mà lên án ông Đan ở trong nhưng mà tôi phải thử thật với anh Đỗ Dũng nếu anh cho phép tôi thì tôi phải thưa với anh một chuyện như thế này tôi thấy cái đảng cộng hòa này nó kỳ quá thật tình là như vậy tôi không nghĩ đó là cái đảng cộng hòa của tôi hoặc là tôi xin phép được uh, nói ngược lại như là bạn tôi bảo đảng cộng hòa của tôi tôi cũng chắc tóc phải là trong đó không có anh tức là họ nói là tôi không thuộc thành phần của đảng cộng hòa lý do là tại sao cái người mà sẽ nắm vai trò chủ tịch Hạ viện trong tương lai là ông Kevin McCarthy. Tôi còn nhớ là hôm mùng 6 tháng Giêng sau khi mà người ta tràn vào. Thì ông nói, nguyên văn của ông nói là tôi chịu hết nổi cái thằng cha này rồi. Thằng cha này là ai? Ai cannot, I cannot stand with the guy. Thằng cha này là ai? Thằng cha này là ông Donald Trump rồi sau đó tôi còn được nghe nói là ông vào tận tòa bạch gốc ông bảo ông trump ông ơi ông nhắc điện thoại chúc mừng ông biden đi ông trump không làm và ông cằn nhằn ông bảo như vậy thì làm được cái gì làm như vậy thì làm sao mà lãnh đạo ông lên tiếng chê bai ông trump nhưng mà chỉ một tháng sau người ta thấy ông xuất hiện lại ôm lấy ông trump chụp hình bắt tay vui vẻ và bây giờ nói toàn luận điệu luận điệu của ông trump tôi phải thú thật điều mà những cái điều đó xảy ra khiến cho tôi thấy một cái điều là bà Litini bà nói bà có nói một điểm uh, rất là quan trọng bà nói là thường với lại các bạn các bạn những cái các bạn có thể là các bạn tái đắc cử các bạn có thể uh, làm thể làm giữ vai trò này giữ vai trò trò kia ở quốc hội cũng như trong đảng nhưng mà cái chuyện mà danh uh, danh dự của các bạn thì như vậy thì là người ta sẽ coi thường trong tương lai tôi nhìn thấy rõ ràng là như thế nhưng mà biết làm sao bây giờ họ quyết định là họ làm như vậy để họ giữ lại cái ghế thượng viện cũng như là ghế hạ viện đặc biệt nhất là những cái ghế lãnh đạo một trong những nhà lãnh đạo quan trọng của của quốc gia thì tôi biết làm sao bây giờ tôi đầu hàng tôi chịu thua và thưa với anh đối súng đó là cái đảng cộng hòa mà tôi để ý thấy đó là cái đảng cộng hòa của tôi ngày hôm nay thì anh đối súng câu hỏi chót với anh uh, bây giờ chuyện hạ viện bỏ qua một bên đi À, nhưng mà ở thượng viện đó, là bên Cộng Hòa cũng hy vọng lấy kiện kiểm soát dạ vâng. thắng xuống ghế Nhưng dạ cũng vâng. trong đảng Cộng Hòa này, ở thượng viện Thì lại có những ứng cử viên do ông Trump ủng hộ Ông biết McConnell dạ vâng. là ông không thích với ông này rồi Bởi vì mấy ông này đúng mà, đúng mà rồi. vào là bằng ừ. là bứng ông Vít McConnell đi luôn Đấy không? Dạ vâng. Có khi đưa dạ vâng. ông Scott lên là còn nguy nữa Đấy. Dạ Vậy vâng. thì đúng. cái chuyện Ủy ban sáng tác riêng này họ làm cho là vô tình cố ý không còn biết nếu một phần nào nó đã ảnh hưởng vào cái cuộc bầu cử thượng viện thì ông Mitch McConnell ông thích không? Bởi vì có thể ông không ông ông không thích cái ủy ban này nhưng mà ông lại thích là nhờ cái ủy ban này đưa ra cái subpoena như vậy có thể là làm mất uy tín ông Trump và làm cho những người cử viên mà ông Trump đề cử hoặc ủng hộ trong các cuộc đua vào thượng viện tôi không ra à viện nha. Dạ vâng. Và cái đó nó, nó nó nhằm cái lợi của ông Mitch McConnell nó cách khác vậy? Nó cách khác vậy. Ông đã... Mitch McConnell đương nhiên ông muốn thắng. Nhưng mà nếu đã thắng không vâng. được thả ông thua để cho dân chủ nắm tiếp nhưng mà không có những thành phần mà uh, của ông Trump vào trong đó bởi vì vào trong đó là có khi ông mất luôn cái chức thường trưởng khối thiểu số. Câu hỏi chót anh, anh nghĩ sao về cái lập luận này? Tôi nghĩ rằng là tôi tôi không dám trả lời thay cho ông Mitch McConnell nhưng mà rõ ràng là ông đã nhiều lần ông lên tiếng ông lên tiếng ông bảo rằng là ở trong cái cuộc bầu cử cái này bầu cử thượng viện thì nó khác hẳn bầu cử Hạ viện Đó là điểm đầu tiên mà ông muốn nói đến Ông bảo rằng là Cái người mà được đề cử Không phải là chỉ là cái người Có thể thắng được ở vòng sơ bộ Mà có cơ hội thắng được Vào cái ngày mùng 8 tháng 11 Tức là ngày bầu cử Ngày toàn toàn quốc đi bầu Thành ra là bởi như thế Thế anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả Trước tiên là ông Mitch McConnell không hài lòng với một số ứng cử viên mà ông Trump đề cử và họ đã thắng sơ bộ bởi vì ông nghĩ rằng là những người này không phải là những người có cái cơ hội để mà có thể thắng để mà giúp cho đảng cộng hòa lấy lại được uh, khối đa số ở tại thượng viện anh đưa dũng đặt câu hỏi rất hay là biết đâu chừng là cái cuộc uh, 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 cái buổi điều trần ngày hôm nay thì là có thể sẽ giúp cho ông mecano tôi không biết là ông nghĩ như thế nào nhưng mà tôi phải thừa hoặc một điều rằng là không, không chỉ mình ông mà có rất nhiều người trong đó có cả tôi nhìn thấy rõ ràng có một số ứng cử viên mà ông Trump đề cử, thực thật Văn Đỗ Súng, họ đắc cử là bởi vì là họ là người của ông Trump, tức là họ được đắc cử sơ bộ là người của ông Trump. chứ thật sự ra là nếu mà ở cuộc những cuộc bầu cử bình thường thì hầu như là họ không không có cửa để mà trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa. đó là cái nhìn của tôi, Thưa Văn Đỗ Súng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả. Tôi bây giờ tôi đang chờ đợi xem là cái sốc pina tức là cái trát tỏa, cái cái trát đòi được gửi đến và sao đợi coi ông Trâm, ông sẽ phát biểu như thế nào. Ông sẽ là số một uh, vâng. chút sơ chút sơ vâng, cái gì. Vâng, dạ. vâng, vâng, ông sẽ viết như thế nào? Ông sẽ nói là, là ông ấy gật đầu hay là ông không gật đầu hay vân dạ vân. Chắc là không gật đầu rồi. Dạ vâng nhưng vâng tôi cũng đoán là chắc chắn là nhưng mà tôi tôi cũng muốn đoán coi đoán ông, đoán. ông viết như thế nào chứ ông không thể gật dạ, đầu vâng. khơi được ông phải viết cái gì đó dạ vâng sao? chắc chắn là như vậy dạ vâng đó xin được cảm ơn anh Đô Dũng một lần nữa và cũng xin thưa với anh Đô Dũng về cái chuyện mà ông thua tôi các pháp viện thì cái đó thôi cũng đã nói với anh đội Dũng rồi tôi à, đúng. đúng không đúng, nào? Đúng đúng, vâng. đúng 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 tôi bảo đúng, là đúng. tôi bảo là ông trong không có duyên với lại với lại phía bên tư pháp thành ra ông gặp rất nhiều là rắc rối ở bên tư pháp rồi, bây đúng. giờ ở bên tư pháp vâng anh mặc dù, cũng thấy mặc, là mặc dù không vâng. cá độ với anh mà coi như tôi thua anh tôi phải Vâng, <laughs> vâng. <laughs> Cái hồ sơ đó được giao cho ông uh, Clarence Thomas uh -huh. và ông Clarence Thomas đề nghị thì rốt cuộc sau cuối cùng là tất cả mọi người bảo thôi, bỏ yeah. qua wow. một bên. Đó, thật tình là như vậy. Tôi thấy ông Trump hoàn toàn không có duyên với lại bộ Tư pháp và không có duyên với lại tối cao pháp viện. Mặc dù tối cao pháp viện đại đa đa số là những vị thẩm phán. À, được đề cử bởi các vị Tổng thống Cộng hòa. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Người Việt TV và gửi lời chào bạn đối xúc.